tai nạn thảm khốc cướp đi mọi thứ của Jezabel. Bố. Cô trở về quê nhà, sống cùng người cha kỳ quặc. Cảm ơn bố đã đón con. Con mừng vì gặp được bố. Rất tiếc về bạn trai của con. Đây là phòng cũ của mẹ con. Con sẽ ở đây. Các phòng khác đều ở tầng trên. Nhưng bất hạnh chưa dừng lại ở đó, khi nơi tưởng như yên bình nhất lại là nơi bắt đầu chuỗi ác mộng tiếp theo. Cô sẽ phải làm gì để đối mặt với một linh hồn ám ảnh từ lâu đang trực chờ mình quay lại? Chào Jezabel. Mẹ, nếu con xem được cái này nghĩa là mẹ đã qua đời. Mẹ muốn bói bài cho con. Nó có nghĩa là con không ở một mình. Có một linh hồn ở trong nhà cùng con. Jezabel, nó có nghĩa là một cái chết khủng khiếp. Nếu không nói với ai thì em sẽ điên mất. Kể cho anh nghe đi. Em nghĩ có người ngoài đó. Chúa ơi, đó là sinh nhật em. Anh nghĩ có gì dưới đó à? Ai lại đi dọa nạt em như vậy chứ? Họ gọi linh hồn lên để nhập vào ai đó. Bố đã bảo mẹ đừng có làm thế. Nhưng đó là mẹ và bố. Người ở trên băng này không phải là mẹ con. Người là ai? Người muốn gì ở ta? Từ nhà sản xuất Jason Blum, với những bộ phim ly kỳ nổi tiếng như Hiện tượng siêu nhiên, Quỷ quyệt, Ngày thanh trừng, và được đạo diễn bởi Kevin Godard, kết hợp cùng dàn diễn viên Sarah Snook, David Andrews, Mark Webber, mang đến một bộ phim nhuốm màu tâm linh ma mị của bùa ngải châu Phi. Ta đã theo dõi con. Đừng bỏ lỡ Jezabel trên kênh HBO.